VBiz có Nam Thư, CBiz có Trương Mông. Hai nữ diễn viên bị chính thức chỉ điểm làm tản tiêu. Nam Thư im lặng một thời gian liền mở họp báo khẳng định bản thân trong sạch. Tôi và anh Trần Thành Luân là mối quan hệ bạn bè hơn 3 năm nay. Xu thế netizen tin Nam Thư thì ít mà mỉa mai thì nhiều. Còn vướng ồn ào tổ chức sự kiện khi chưa có giấy phép. À! Xin lỗi em ơi! Trương Mông từng lên tiếng xin lỗi vì làm tản tiêu. Chuyện chưa hết hot lại tiếp tục mượn bồ người khác. Dàn sao Hoa, Hàn hầu hết im lặng trước sóng gió làm tản tiêu, nhưng ai rồi cũng bị khán giả lạnh nhạt. Dù là mở họp báo thanh minh hay lên tiếng xin lỗi, dù nhất quyết giữ im lặng thì những nữ diễn viên vướng vào tin đồn làm tản tiêu cũng dần bị khán giả ghét bỏ, thậm chí mất hết sự nghiệp vì không còn giữ được hình ảnh đẹp đẽ trong lòng công chúng. Nói về câu chuyện nữ diễn viên bị cáo buộc làm người thứ ba, nổi nhất VBiz hiện tại có Nam Thư, còn trước đó CBiz có Trương Mông. Cả hai bị chính thức chỉ mặt đặt tên trong ồn ào tản tiêu, chen chân vào gia đình người khác. Với Nam Thư, có lẽ cô cũng vất vả cả tháng nay vì những ồn ào xoay quanh chuyện bị một cô gái bóc phốt làm tản tiêu. Mặc dù đã lên tiếng thanh minh, song loạt bằng chứng không ngừng được tung ra, khiến netizen có muốn tin Nam Thư trong sạch cũng khó. Thậm chí, nữ diễn viên quỷ cầu cho biết sẽ lập phi bằng vì những gì mà cô gái kia đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, song cả tháng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tưởng như drama của Nam Thư sẽ rơi vào quên lãng vì hàng loạt cái tên thị phi khác nai lưng ra giải cứu, nhưng không. Chính thất tiếp tục pressing không ngừng, buộc Nam Thư phải mở họp báo, giải thích ngọn ngành ồn ào tình ái của mình. Trong cuộc họp báo, nữ diễn viên sinh năm 1987 khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng người ta chỉ là bạn bè thân thiết, bản thân Nam Thư cũng không biết tới chị vợ. Tuy nhiên, đã là bạn thân nhiều năm mà không biết tới gia đình người ta quả là hơi khó tin. Mặt khác, đại diện của Nam Thư tiết lộ phía chính thất từng gửi tin nhắn muốn một số tiền từ Nam Thư, cho rằng nữ diễn viên là người bị hại và loạt tin nhắn bằng chứng không liên quan gì tới nữ diễn viên. Giải thích cớ đó, nhưng Nam Thư đến giờ vẫn chưa có được lòng tin của khán giả, bởi chính thất vẫn không ngừng lên tiếng bóng gió mỉa mai, quyết dí nữ diễn viên tới cùng. Trong lúc câu chuyện tản tiêu đang được bàn tán, Nam Thư tiếp tục gặp vận xui khi có tin buổi họp báo của cô được tổ chức mà chưa xin phép, khiến cô lần nữa bị dân mạng chờ ê. Nếu Nam Thư đang làm tất cả để cứu vãn lại danh tiếng, thì năm xưa, Trương Mông cũng cố gắng vớt vát sự nghiệp bằng cách lên tiếng xin lỗi nhưng không đáng kể. Được biết, mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ bị nữ diễn viên Lưu Vũ Hân tố cáo chuyện giật chồng trên mạng xã hội. Trương Mông sau đó đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận rằng hẹn hò mà không biết người này chưa ly dị. Vừa kết thúc ồn ào này, nữ diễn viên lại gặp drama khác khi tiếp tục bị bạn gái của MC người Hàn Kim Un Sung tố là kẻ thứ ba sau khi cả hai công khai hẹn hò. Nhưng lần này, Trương Mông không lên tiếng mà kết thúc mọi chuyện bằng một đám cưới với Kim Un Sung vào năm 2022. Ngoài Trương Mông, dàn mỹ nữ Hoa, Hàn vướng bê bối làm tản tiêu không ít. Song, đa số đều lựa chọn im lặng cho mọi chuyện qua đi. Huỳnh Thánh Y, Dư Địch, Huỳnh Tâm Dĩnh đều không lên tiếng trước những ồn ào làm tản tiêu của bản thân. Hailee Dahe với cáo buộc chen chân vào mối quan hệ giữa Seven và Park Han Byun cũng giữ im lặng suốt nhiều năm. Đến năm 2022, nữ diễn viên mới chia sẻ một chút về chuyện tình của mình, cho biết cô rất đau khổ và khó chịu dù thật lòng thích Seven. Cái kết đẹp cho Lee Dahe khi mối tình của cô với Seven cũng có kết đẹp, khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng, khán giả cũng đã bớt gay gắt với cặp đôi hơn.